Kính chào Hội Thánh của Chúa. Chúng ta đã học những bài học ở trong Samuel thứ nhất và bước qua Samuel thứ nhì. Chúng ta có vài tuần gián đoạn bởi các bài giảng, bởi các chủ đề khác nhau. Và sáng hôm nay chúng ta tiếp tục bài học ở trong Samuel thứ nhì. Thưa Hội Thánh của Chúa, hòm giao ước là hòm thánh, biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã chỉ vẽ cho Môi-se mẫu hình rất là chi tiết để các thợ có thể chế tác một trong những khí mạnh đặt ở trong đền tạm. Và hòm giao ước được đặt ở trong nơi chí thánh. Ở trên hòm giao ước có nắp thi ăn, có các cherubin. Trong hòm giao ước có bản luật pháp, có bình mana, có cây gậy của Aaron là cây gậy trổ hoa. Và khi dân sự của Chúa đi đến đâu thì di chuyển đền tạm, những khí mạnh ở trong đền tạm. Và hòm giao ước thì có 4 cây khoen và 2 cây đòn tay dùng để khiêng. Và dân sự cứ như vậy di chuyển đền tạm ở trong đồng vắng suốt 40 năm. Nhưng khi hòm giao ước vào trong đất hứa Canaan thì được đặt ở tại Silo, là nơi dân sự tiếp tục thờ phượng Đức Chúa Trời ở trong đền tạm đó. Ở trong sử ký, ở trong Samuel thứ nhất đoạn 4 đến đoạn 6 chúng ta đã học qua, đã ký thuật câu chuyện khi chinh chiến với người Philistin, thì dân Israel đã đem hòm giao ước của Đức Chúa Trời từ Silo vào ở trong trại quân với niềm tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp mình chiến đấu và chiến thắng người Philistin. Nhưng họ không biết rằng Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân sự của Chúa, Ngài không ngự giữa hòm giao ước nữa, và cuối cùng Israel bị thất bại và hòm giao ước đã bị người Philistin cướp lấy đem về xứ Philistin, tức là vùng Gaza. Người Philistin đã đem hòm của Chúa đặt ở trong đền thờ Dagon, và cuối cùng Chúa đã hành hại, đền thờ Dagon cũng bị ngã đổ, gãy ra, bể ra hết, và hành hại dân Philistin bị bệnh trĩ lậu từ thành này đến thành khác. Và cuối cùng họ phải đem hòm giao ước trao trả lại cho người Israel kèm với của lễ chuộc tội năm quan trưởng của năm thành Philistin. Nhưng khi hòm về đến ở tại Beth-Semes thì dân Israel đã chạy ra tiếp nhận hòm, và một số người tò mò nhìn vào trong hòm. Đức Chúa Trời thánh khiết không chịu khinh dễ đâu, cho nên đã hình phạt 70 người phải chết. Họ sợ quá đem hòm đến Kiriat Jearim để trong nhà Abinadab, và có con trai là Eleazar trông coi. Trong thời gian này dân sự đã lãng quên Đức Chúa Trời, đã xoay sang thờ phượng hình tượng, cho nên hòm giao ước được đặt ở đây suốt 20 năm. Mà dân Israel than nhớ Đức Chúa Trời, than nhớ hòm giao ước trong thời Samuel, thì Samuel khuyên họ hãy ăn năn trở về cùng Chúa, nhưng vẫn chưa có cơ hội nào để đưa hòm giao ước của Chúa về Jerusalem. Cho đến khi David được lên làm vua toàn cõi Israel, đất nước đi vào sinh hoạt ổn định, ông mới có ý định rước hòm giao ước về tại Jerusalem. Samuel thứ nhì đoạn thứ 6, sử ký thứ nhất đoạn 13, đoạn 15, đoạn 16 là những chương kinh thánh ghi chép rất là chi tiết về nỗ lực của David trong việc rước hòm giao ước về Jerusalem. Buổi sáng hôm nay
chúng ta sẽ học bài học David rước hòm giao ước. Chúng ta sẽ mở Kinh Thánh ở trong Samuel thứ nhì đoạn thứ 6, Sử Ký thứ nhất đoạn 13, đoạn 15 đến đoạn 16, và câu gốc ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 15 câu 25 mà chúng ta vừa đọc qua. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm ở đây, lý do David muốn rước hòm giao ước về Jerusalem. Lý do này được ghi ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 13 từ câu 1 cho đến câu thứ 4. David hội nghị với quan tướng ngàn quân, quan tướng trăm quân cùng các quan trưởng của dân. David nói với cả hội chúng Israel rằng: nếu các ngươi lấy điều này làm tốt lành, và nếu sự này do nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà đến, thì ta hãy sai người đi khắp mọi nơi, đến cùng anh em chúng ta còn lại ở khắp xứ Israel, và đến cùng những thầy tế lễ và người Lê-vi ở trong các thành địa hạt chúng, để nhóm chúng lại cùng ta. Rồi chúng ta phải thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về cùng chúng ta, vì trong đời sau lơ chúng ta không có đến trước hòm giao ước mà cầu vấn Đức Chúa Trời. Cả hội chúng đều nói rằng nên làm như vậy, vì cả dân sự lấy lời ấy làm tốt lành. Đây là một điều rất là đặc biệt. Khi David đã làm vua, ông nghĩ ngay đến việc rước hòm giao ước, và ông bàn với toàn dân mà đã có một sự thống nhất cao để đưa hòm giao ước của Chúa về Jerusalem. Chúng ta thấy ở đây những lý do sau: vì Chúa thúc giục tấm lòng của David, vì các thầy tế lễ và người Lê-vi đã tan lạc khắp nơi, cần quy tụ họ lại dưới hòm giao ước để trở lại sự phục vụ và sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì trong đời Sau-lơ người ta không có cầu vấn Chúa, người ta xa rời đức tin nơi Chúa. Hòm giao ước là biểu tượng, là nơi ngự, là sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa dân Israel. Và David muốn mang hòm đến Jerusalem để thể hiện sự tôn kính Chúa và khẳng định sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong kinh đồ mới của quốc gia. Việc rước hòm giao ước về Jerusalem cũng là một cách để đoàn kết dân tộc, tạo ra một trung tâm thờ phượng Đức Chúa Trời cho người Israel. Điều thứ hai chúng ta xem học ở đây là quan cảnh David rước hòm giao ước từ Kiriath Jearim về Jerusalem. Tôi đọc đoạn 6 Samuel thứ nhì câu 1 cho đến câu thứ 5. David lại nhóm hiệp hết thảy những người cán chọn của Israel, số chừng 3 vạn người. Đoạn người trỗi dậy có cả dân sự đồng theo, đi từ Ba Lê ở xứ Giuđa đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời lên. Trước hòm ấy dân cầu khẩn danh Chúa, tức là chính danh Đức Giê-hô-va vạn quân, vẫn ngự giữa cherubim tại trên hòm ấy. Chúng để hòm của Đức Chúa Trời ở trên một cái xe mới, rồi đi đem đi khỏi nhà Abinadab, ở tại trên gò nóng. Usa và Ahiyo con trai Abinadab dẫn cái xe mới đó. Vậy chúng dời hòm khỏi nhà Abinadab tại trên gò nóng. Usa đi gần bên hòm của Đức Chúa Trời, còn Ahiyo đi trước hòm. David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ, ba hương, đàn cầm, đàn sắt, trống, bạc và mã la. Ở đây chúng ta thấy một cái đám rước rất là trọng thể với 30.000 người được tuyển chọn trong dân sự để tham gia vào cuộc rước này. Đích thân David dẫn đầu đoàn từ Ba Lê, xứ Giuđa đi đến Kiriath Jearim và cầu nguyện trước hòm của Đức Chúa Trời trước khi di chuyển hòm về Jerusalem. Họ đặt hòm trên một xe cộ bò mới, ra đi từ nhà Abinadab có Usa và Ahijo, hai con trai của Abinadab dẫn cái xe mới đó. Usa thì đi gần bên hòm, còn Ahijo thì đi trước hòm. David và cả nhà Israel múa hát trước hòm trong khi di chuyển,
cùng với đội kèn, đội nhạc của triều đình, một nghi thức trọng thể để bày tỏ sự tôn kính Đức Chúa Trời. Điều thứ ba, sự cố xảy ra với Usa khi rước hòm giao ước, câu 6 đến câu thứ 8. Khi đến sân đạp lúa của Nacon, Usa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Usa. Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó gần bên hòm của Đức Chúa Trời. David lấy làm buồn thảm vì Đức Giê-hô-va đã hành hại Usa, nên người ta gọi chỗ ấy là hành hại Usa cho đến ngày nay. Trong quá trình rước hòm đó, một cái sự kiện đáng buồn đã xảy ra là những con bò nó trợt bước chân, và hòm có thể bị nghiêng một bên. Và phản ứng tự nhiên thì Usa đã đưa tay ra để nắm lấy hòm. Và hành động này đã khiến Đức Chúa Trời nổi giận, và Usa bị phạt chết ngay tại chỗ, giống như 70 người dân Bết-Sê-mét trước đó đã có hành động bất kính là dòm vào hòm thánh. Sự việc này cho thấy một Đức Chúa Trời thánh khiết đã thể hiện nơi hòm giao ước, và tầm quan trọng của việc tuân theo những cái quy tắc mà Đức Chúa Trời đã ban ra. Chỉ có các thầy tế lễ và người Lê-vi mới được phép khiêng hòm bằng những cái thanh đòn đặt trong những cái khoang có sẵn mà Chúa đã chỉ dẫn rõ ràng khi dân sự của Chúa di chuyển hòm trong đồng vắng. Quy định rất là cụ thể về cách thức di chuyển hòm là khiêng bằng tay, chứ không phải đặt ở trên cổ bò. Sự việc này đã được David nhìn nhận sau đó khi nói với các thầy tế lễ ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 15 câu thứ 13. Vì tại lần trước các ngươi không có khiêng hòm, và chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã hành hại chúng ta. Như vậy hòm giao ước là hình ảnh, là biểu tượng của đền thờ, biểu tượng của sự hiện diện Đức Chúa Trời, nên có những quy định nghiêm ngặt như vậy: không được đến gần hòm, không được cầm giữ hòm, không được dòm vào trong hòm một cách bất cẩn và bất kính đối với Chúa. Như là Ori, dân Philippines và dân Israel tại Bết-Sê-mét đã làm. Câu chuyện này cho thấy tầm quan trọng của việc thờ phượng Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, thánh khiết để tôn thánh danh của Chúa. Ngày nay chúng ta ở trong thời kỳ ân điển, Đức Chúa Trời không sửa phạt chúng ta nhãn tiền vì sự bất kính của chúng ta, nhưng không phải vì thế mà chúng ta khinh lờn thì chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì liên quan đến sự thờ phượng có tính thuộc linh, chúng ta không tự ý để có thể làm điều gì sai trật mà làm tổn thương danh của Chúa và có thể lãnh nhận sự sửa phạt của mình. Chúng ta cũng biết sự kiện hai con trai của thầy tế lễ Aaron là Nadab và Abihu đã không vâng theo mạng lệnh của Chúa, dâng trên bàn thờ một thứ lửa lạ, không lấy lửa từ đền thờ mà lấy một thứ lửa khác để dâng tế lễ, cho nên một ngọn lửa từ bàn thờ Chúa lòe ra và thiêu chết hai người. Điều đó khiến cho dân sự bắt sợ để có thể tôn kính một Đức Chúa Trời thánh khiết quyền năng. Xin Chúa dùng điều này để giúp đỡ cho chúng ta, thái độ của chúng ta đến nhà thờ thờ phượng Chúa, trang phục của chúng ta, lời nói của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta thích hợp cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài. Ở nơi đây chúng ta chỉ tôn vinh Đức Chúa Trời, không có tôn vinh một con người nào. Không phải là nơi chúng ta bình phẩm phê phán, mà là nơi chúng ta dành cho Đức Chúa Trời một sự thờ phượng kính kiêng, tôn nghiêm đẹp lòng. Thứ tư, David dừng cuộc rước và đưa hòm giao ước vô nhà Obed-Edom. Câu 9 đến câu
Trong ngày đó, David sợ Đức Giê-hô-va và nói rằng: hòm của Đức Giê-hô-va sẽ thể nào vào nhà ta được? Vậy David không muốn để hòm Đức Giê-hô-va đến nhà mình tại trong thành David, bèn biểu dẫn vào trong nhà Ô-bét-ê-đôm là người Gác. Như vậy, hòm của Đức Giê-hô-va ở 3 tháng trong nhà Ô-bét-ê-đôm người Gác. Đức Giê-hô-va ban phước cho Ô-bét-ê-đôm và cả nhà người. Sau khi Ô-u-sa chết, David rất là sợ hãi và dừng ngay cuộc rước. Ông nhận ra rằng mình đã không tuân theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời và truyền lệnh đem hòm giao ước vào nhà của Ô-bét-ê-đôm người Gác. Người Gác mình nói theo địa phương, nhưng mà Ô-bét-ê-đôm thì toàn phái. Ô-bét-ê-đôm không có sợ hãi như David mà vui nhận hòm giao ước về trong nhà của mình. Đã thay trong 3 tháng Đức Chúa Trời ban phước dư dật trên nhà của Ô-bét-ê-đôm. Chúng ta cũng không biết là Đức Chúa Trời ban phước như thế nào, có thể là ban phước trên bày vật, trên ruộng vườn, trên gia đình, trên tất cả mọi điều mà Đức Chúa Trời ban phước, bởi vì Ô-bét-ê-đôm đã có một tấm lòng để tiếp nhận sự hiện diện của David. Thay vì nhận phước, ông đã đánh mất phước và Đức Chúa Trời đã chuyển phước đó sang nhà Ô-bét-ê-đôm. Chúng ta cần luôn tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời trong mọi việc chúng ta làm và tuân theo sự chỉ dẫn của Ngài một cách chính xác. Một khi chúng ta làm đẹp lòng Ngài thì Chúa sẵn sàng ban phước trên chúng ta. Đức Chúa Trời không chỉ là một Đức Chúa Trời thánh khiết nghiêm khắc khi chúng ta không tôn thánh danh Chúa, nhưng cũng là một Đức Chúa Trời yêu thương và sẵn sàng ban ơn cho chúng ta khi chúng ta sống đúng theo sự dạy dỗ ở trong lời. Một đàng thì Chúa sửa dạy David, đàng thì Chúa ban phước trên nhà Ô-bét-ê-đôm. Ô-bét-ê-đôm là một người như vậy. Chúa Giê-xu vào nhà Sa-chê, Ngài cứu linh hồn của Sa-chê. Khi Chúa Giê-xu vào nhà của Phi-e-rơ, Ngài đặt tay, Ngài cầm tay và da Phi-e-rơ đỡ bà được lành bệnh. Khi Chúa vào nhà Ma-ri, Ma-thê, Ma-ri được nghe lời của Đức Chúa Trời. Nhà của bà Ly-đi, nhà của Phi-lê-môn, nhà của A-quy-la và Bê-rít-xin, nhiều tôi con của Chúa được phước khi hội thánh của Chúa nhóm lại trong nhà của họ. Nếu chúng ta dùng căn nhà của mình đón hội thánh của Chúa nhóm lại thờ phượng Ngài, trong các chương trình nhóm tuần hoàn hoặc là điểm nhóm của chúng ta, thì gia đình của chúng ta, căn nhà của chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời ban phước. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Chúng ta có thấy được điều đó hay không? Nhiều con cái của Chúa thấy rằng ô hội thánh nhóm lại thì nó cũng mệt quá, nó cũng phiền quá, đủ thứ chuyện thôi. Hội thánh nhóm nhà nào cũng được, nhưng mà nhà mình thôi miễn. Nhưng mà nếu nhà của chúng ta mở ra để cho hội thánh của Chúa nhóm lại, để sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta, Chúa sẽ ban phước trên căn nhà của chúng ta, trên điểm nhóm của chúng ta. Điểm thứ 5, David tiếp tục thỉnh hòm giao ước về Jerusalem từ câu 12 đến câu 23. Tôi đọc câu 12. Người ta đến nói cùng vua David rằng Đức Giê-hô-va đã ban phước cho nhà Ô-bét-ê-đôm và mọi vật thuộc về người vì cớ hòm của Đức Chúa Trời. David bèn đi thỉnh hòm của Đức Chúa Trời ở nhà Ô-bét-ê-đôm đến trong thành David cách rất vui mừng. Khi nghe tin Đức Chúa Trời ban phước cho nhà Ô-bét-ê-đôm như vậy thì David tức tốc tổ chức ngay một lần nữa đưa hòm giao ước về Jerusalem một cách vui mừng. Chúng ta sẽ đọc thêm Sử Ký thứ nhất đoạn 15 câu 1 cho đến câu 3, câu 11 đến câu 12. David cất cho mình những cái cung đền tại thành David và sắm sửa một nơi cho hòm của Đức Chúa Trời, cùng dựng nhà trại cho hòm ấy. Khi ấy David bèn nói rằng: ngoại trừ người Lê-vi
chẳng ai xứng đáng khiêng hòm của Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va đã chọn chúng đặng khiêng hòm của Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài luôn luôn. David bằng nhóm cả Israel tại Jerusalem đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về nơi người đã sắm sẵn. David gọi thầy tế lễ Sa-đốc Abitha và những người Lê-vi tức Uri-en, Asaya, Joen, Semaya, Eli-en và Abinadab và bảo rằng: các ngươi là tộc trưởng của chi phái Lê-vi và hãy cùng anh em các ngươi dọn mình cho thánh sạch, rồi khiêng hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel đến nơi mà ta đã sắm sẵn cho hòm. Lần này thì David đã có một sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Ông cất một cái trại rất đẹp để hòm sẽ đặt ở đó và kêu gọi các thầy tế lễ và người Lê-vi làm cho mình nên thánh sạch và trở lại nhà Obed-Edom để đón rước hòm của Chúa. Câu 13 đến 15. Khi những người khiêng hòm của Đức Chúa Trời đã đi 6 bước thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ephod vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va lên là như vậy. Bây giờ thì hòm đã được khiêng đúng như quy định rồi, và David đã dâng tế lễ và một lần nữa ông nhảy múa vui mừng trước hòm. Câu thứ 16. Nhưng khi hòm của Đức Giê-hô-va vào thành David thì Mi-canh, con gái của Sau-lơ, dòm ngang qua cửa sổ, thấy David múa nhảy trước mặt Đức Giê-hô-va thì trong lòng khinh bỉ người. Trong khi Mi-canh, con gái của Sau-lơ là vợ của David, thì khinh bỉ hành động của chồng. Bà là người duy nhất ở trong dân Israel không cảm nhận được phúc, phước lành cùng sự vui mừng khi hòm giao ước của Đức Chúa Trời được đưa về Jerusalem. Như vậy thì bà mất phước và cả dòng họ nhà Sau-lơ cũng mất phước như vậy. Câu 17 đến câu 19. Vậy chúng đem hòm Đức Giê-hô-va vào đặt tại chỗ giữa trại David và dựng cho hòm đó. Rồi David dâng của tế lễ thiêu của lễ thù ân tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Khi David đã dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân thì người nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà chúc phước cho dân sự. Người phát cho hết thảy dân chúng Israel bất luận nam hay nữ mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt, một bánh nho, đoạn hết thảy ai về nhà nấy. Hòm đã được di chuyển cách bình an, vui mừng và phước hạnh đem về trại của David. Ở đây ông tiếp tục dâng tế lễ cảm tạ Chúa, chúc phước cho dân sự, phát lương thực cho dân sự và cho họ về nhà cách vui mừng. Câu 20 đến câu 23. David cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình. Nhưng Mi-canh con gái của Sau-lơ đến đón người mà nói rằng: hôm nay vua Israel được vinh hiển thay mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi tớ vua làm như một kẻ không ra gì vậy. David đáp với Mi-canh rằng: ấy tại trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng đã chọn ta làm hơn cha nàng và cả nhà người, lập ta làm vua chúa Israel là dân của Đức Giê-hô-va, phải trước mặt Đức Giê-hô-va ta có hạt mùa, ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt. Dầu vậy những con đòi nàng nói đó sẽ tôn kính ta. Vì vậy Mi-canh con gái Sau-lơ không sanh con cho đến ngày nàng thác. Ông trở về trong niềm vui, muốn chúc phước cho gia đình của mình. Nhưng David bị cụt hứng, bị cắt ngang vì Mi-canh không có thái độ tích cực tiếp đón, mà ông còn bị bà phê phán chỉ trích. David tuyên bố sẵn sàng hạ mình xuống để tôn vinh Đức Chúa Trời, còn Mi-canh thì mất phước và bị son sẻ cho đến ngày nàng mất. Trong sự hiện diện của Chúa, trong sự thờ phượng Chúa, nhiều người được phước nhưng cũng có những người không được phước. Nhiều người vui mừng cảm tạ Chúa nhưng cũng có người đến nhà thờ, đến với sự thờ phượng và cầu nguyện mà không thấy phước, không thấy vui mừng, không thấy bình an.
mà toàn gặp những điều bực mình, bất mãn, chỉ biết phê bình, chỉ trích mà không nhận được một sự dạy dỗ nào từ nơi Chúa cả. Bởi vì sao? Bởi vì họ không đến với cái tinh thần khiêm nhường để thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ chỉ đi lòng vòng ở bên ngoài, vào ở trong nhà thờ không phải để tìm kiếm Chúa, nhưng mà để xem xét trang trí như thế nào, hướng dẫn ra làm sao, ông mục sư giảng có cái chỗ nào sai hay không, và rồi kiếm cớ để phê bình, để chỉ trích, để so sánh. Những người như vậy không bao giờ hưởng được phước hạnh khi đến nhà thờ thờ phượng Chúa, giống như Mi Canh ở đây. Cho nên chúng ta cẩn trọng khi chúng ta đến nhà thờ thờ phượng Chúa. Có một tín hữu đến nhà thờ với thái độ như vậy, chỉ đến để tìm kiếm cái sai sót, phê bình và chỉ trích. Và tôi theo dõi rằng cả cái cuộc đời người đó không có nhận được phước hạnh gì từ nơi Chúa cả. Điều thứ sáu, David phục hồi sự thờ phượng Đức Chúa Trời qua hòm giao ước. Bây giờ chúng ta mở sang Sử Ký thứ nhất đoạn thứ 16. Sử Ký thứ nhất đoạn thứ 16. Không phải David rước hòm giao ước về rồi bỏ đó đâu, nhưng ông đã tích cực chuẩn bị những việc như sau. Từ câu 4 cho đến câu thứ 6, người lập mấy người Lê-vi hầu việc trước hòm Đức Giê-hô-va, ngợi khen cảm tạ và ca tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. A-sáp làm chánh, Sa-cha-ri làm phó, rồi thì Ghê-hi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Ghê-hi-ên, Mát-thi-nia, Eli-áp, Bê-na-gia, Ô-bết-ê-đôm và Giê-ghi-ên đều cầm nhạc khí, đàn cầm, đàn sắt, còn A-sáp thổi chọc chỏa vang lên. Benaja và các thầy tế lễ Gehasi đều hằng thổi kèn trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Như vậy, ông bắt đầu lập lại cái chức việc cho người Lê-vi để hầu việc trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời, và lập lại cái ban nhạc để có thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong câu thứ 7, trong ngày đó David trao nơi tay Asaph và anh em người một bài hát này đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ông sáng tác một bài hát, David cũng có biệt tài, văn thơ nhạc, sáng tác một bài hát để ca ngợi Chúa nhân dịp vui mừng đưa hòm giao ước về tại Jerusalem. Bài này từ câu 8 cho đến câu thứ 3, 16. Tiếp đến câu 3, 17. Vậy David đặt Asaf và anh em người tại đó, trước hòm giao ước của Giê-hô-va, hầu cho mỗi ngày phục sự luôn trước hòm, làm việc ngày nào theo ngày đó. Cũng đặt Ô-bết-ê-đôm và anh em người làm kẻ giữ cửa, số được 68 người, và Ô-bết-ê-đôm con trai Giê-đu-thun cùng Hô-sa. Lại đặt thầy tế lễ cả Sa-đốc, anh em người là những thầy tế lễ ở trước đền tạm của Đức Giê-hô-va tại nơi cao trọng trong Ga-ba-ôn, đặng sớm mai và chiều hằng dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ của lễ thiêu, tùy theo các điều đã chép trong luật pháp Đức Giê-hô-va mà Ngài đã truyền dạy cho dân Israel. Như vậy, ông đã lập một cái ban trật tự để bảo vệ hòm thánh trong câu 3:18. Câu 39:40 thì lập chức thầy tế lễ để dâng tế lễ cho Chúa. Và tiếp theo câu 41:42. Bởi chúng có đặt Hê-man, Giê-đu-thun và những người đã được chọn khác gọi từng danh đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài còn đến đời đời. Còn Hê-man và Giê-đu-thun cầm những kèn và chọc chỏa để làm nó vang dậy lên cùng các nhạc khí dùng về bài ca hát của Đức Chúa Trời. Các con trai Giê-đu-thun thì đứng tại nơi cửa. Ông đã thành lập ban nhạc với các nhạc công để ca ngợi Đức Chúa Trời trong tất cả các kỳ lễ hội trước hòm giao ước của Chúa. Như vậy, cuộc rước hòm giao ước đã hoàn tất một cách vinh hiển dành Chúa. Những gì chúng ta đã làm cho Chúa phải đúng sự hướng dẫn của Ngài, với mục đích là tôn vinh danh Ngài, thì công việc đó mới được thành tựu và mới được Chúa ban phước mà thôi. Như vậy, chúng ta cần phục hồi lại lòng yêu mến Chúa ban đầu của chúng ta.
Ban đầu thì nóng cháy sốt sắng lắm, nhưng mà bây giờ thì có vẻ nguội lạnh, cần phải hâm nóng lại lòng yêu mến Chúa của chúng ta với Ngài, nối kết với Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng, qua sự tương giao phước hạnh nơi Chúa. Tóm lại, David luôn có mong ước bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và ông muốn có một cơ hội để tôn vinh danh Ngài. Với lòng khát khao đó, ông và dân sự phải thờ phượng Đức Chúa Trời cách tôn kính và xứng đáng. Ông đã tổ chức cuộc rước đưa hòm giao ước của Chúa về tại Jerusalem cách trọng thể. Mặc dù David đã từng phạm sai lầm, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương và tha thứ cho. Điều này cho chúng ta một niềm hy vọng rằng Ngài luôn sẵn sàng để tha thứ cho những lỗi lầm của chúng ta, và khi chúng ta ăn năn quay trở lại cùng Chúa, Ngài tiếp tục ban phước cho chúng ta. Cũng như David, mỗi người chúng ta hãy ao ước bước vào sự hiện diện của Ngài, ao ước được thờ phượng Đức Chúa Trời phải lẽ và đúng cách, tôn vinh Chúa một cách xứng hiệp, nên chúng ta kính sợ Chúa mà ra mắt Ngài, thờ phượng Chúa nơi đền thánh Ngài, trung tín yêu mến Chúa, hầu việc Ngài và tôn thánh danh Chúa trong đời sống của mình. Chúa muốn có một nơi ngự xứng đáng trong đời sống của chúng ta, và thân thể của chúng ta là đền thờ mà Đức Thánh Linh đương ngự, và cả căn nhà của chúng ta đương ở nữa. David đã rước hòm giao ước về Jerusalem và Chúa vui ngự ở tại đây, thì chúng ta cũng mở lòng ra để đón rước Chúa vào làm chủ đời sống của mình, mở rộng cửa nhà mình cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa ban phước cho nhà David, ban phước cho nhà Obed-Edom, cho nhà Abinadab thế nào, thì Chúa cũng sẽ tuôn đổ phước của Ngài trên đời sống của chúng ta, trên căn nhà của chúng ta thế ấy. Giăng đoạn 14 câu 21 phần B, Chúa nói: Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Chúa công bình luôn khích lệ chúng ta yêu mến Ngài, tôn kính Ngài giống như David ngày xưa. Chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa yêu, Chúa ban phước và tỏ tình yêu của Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta trở lại câu gốc ở trong Sử ký thứ nhất đoạn 15 câu 25. Vậy David và các trưởng lão Israel và các quan tướng ngàn quân đều đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lên từ nhà Obed-Edom cách vui mừng. David cùng cả dân Israel vui mừng khi rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời về Jerusalem. Duy chỉ có Mi-can thì mất phước khi không có được tấm lòng vui mừng đó. Có thể vì sĩ diện, vì ganh tị với sự thành công của David và không cảm nhận sự vui mừng khi bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời chăng? Mong rằng không ai trong chúng ta không cảm nhận được sự vui mừng và phước hạnh khi đón rước Chúa vào lòng mình và trong căn nhà của mình, thỏa vui trong sự hiện diện, bảo vệ và chăm sóc của Ngài ở trên đời sống của mình. Amen.